Haco hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Học trò xứ Quảng. Kính thưa quý vị, chúng ta đang có mặt ở cuộc thi tháng thứ 3, cuộc thi tháng cuối cùng của quý 2, chương trình Học trò xứ Quảng năm 2020. Ở những cuộc thi trước thì chúng ta đã xác định được hai gương mặt lọt vào cuộc thi chung kết của quý 2 và cuộc thi ngày hôm nay sẽ quyết định những cái tên còn lại. Quả thật là một cuộc thi có tính chất rất quan trọng và không biết các bạn thí sinh đã chuẩn bị như thế nào cho cuộc thi ngày hôm nay. Câu trả lời sẽ có trong ít phút nữa. Vì vậy quý vị và các bạn hãy theo dõi chương trình và đồng hành cùng chúng tôi với Học trò xứ Quảng, chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo của tỉnh Quảng Nam và Trung tâm Công nghệ Thông tin Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam thực hiện với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Ô tô Thaco Trường Hải, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Ý Cường Thịnh. Kính thưa quý vị, đến với cuộc thi ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu về phía ban tổ chức. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, Phó trưởng ban tổ chức. Xin được trân trọng kính giới thiệu ông Nguyễn Công Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam, Phó trưởng ban tổ chức. Trân trọng giới thiệu các thầy cô trong ban cố vấn của chương trình. Về phía đại diện của các trường xin được kính giới thiệu cô Trần Thị Tứ Ca, Phó Bí thư Đoàn trường Trung học phổ thông Trần Cao Vân. Trân trọng giới thiệu thầy Trương Công Thứ, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Khâm Đức. Xin được trân trọng kính giới thiệu thầy Tăng Văn Trung, Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Duy Hiệu. Trân trọng giới thiệu thầy Đào Kim Tân, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh. Và không thể thiếu được trong mỗi cuộc thi là sự hiện diện của các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các bạn học sinh đã đến tham gia và cổ vũ cho chương trình. Còn bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bốn gương mặt sẽ tham gia cuộc thi tháng 3 quý 2 ngày hôm nay. Xin được chào đón ở vị trí xuất phát đầu tiên bạn Võ Thanh Hiệp, lớp 11/3 trường Trung học phổ thông Trần Cao Vân, thành phố Tam Kỳ. Ở vị trí xuất phát thứ hai, bạn Đỗ Thị Hương Trinh đến từ lớp 11/1 trường Trung học phổ thông Khâm Đức, Phước Sơn. Gương mặt tiếp theo trong hành trình tháng 3 quý 2 của chúng ta, bạn Hồ Văn Hiệu, lớp 11/1 trường Trung học phổ thông Nguyễn Duy Hiệu, thị xã Điện Bàn. Và ứng cử viên thứ tư trong cuộc thi tháng 3 quý 2 ngày hôm nay, bạn Lê Vũ Quỳnh Hương đến từ lớp 11/1 trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh, Tiên Phước. Như vậy là bốn gương mặt của cuộc thi tháng 3 quý 2 đã hiện diện trên sân khấu và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với các bạn. Đầu tiên là bạn Thanh Hiệp. Xin chào Thanh Hiệp ạ. Dạ, chào cô. Cảm xúc của bạn như thế này, lúc này như thế nào ạ? Dạ, rất là hồi hộp và thú vị. Bình thường thì cho tôi hỏi tính cách của bạn như thế nào ạ? Bạn là một người như thế nào, bạn tự đánh giá về mình ạ? Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho bạn Thanh Hiệp được không ạ? Vâng, và hy vọng rằng trong cuộc thi ngày hôm nay thì Thanh Hiệp sẽ ghi được những điểm số thật cao trong các phần thi của chương trình. Xin chúc bạn thành công. Vâng, có lẽ là Thanh Hiệp đang đứng bên cạnh một cô gái rất là xinh xắn nên bạn hơi run một chút ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm quen với cô gái đó, đó là bạn Hương Trinh đến từ trường Khâm Đức. Xin chào bạn. Dạ, em chào chị ạ.
Dạ, xin chào ban giám khảo, quý thầy cô cùng các bạn học sinh trong trường Y ạ. Em tên là Đỗ Thị Hương Trinh, là học sinh lớp 11/1 trường Trung học phổ thông Khâm Đức. Lần đầu tiên đến đây thì em có hơi run một chút nên là rất mong các bạn ủng hộ em hết mình để em hoàn thành tốt phần thi của mình ạ. Theo như tôi được biết thì đây là lần đầu tiên mà trường của bạn tham gia học trò xứ Quảng, và bạn cũng có thể nói là thí sinh mà xa nhất đến với cuộc thi ngày hôm nay. Vậy thì trước khi đến đây thì bạn đã được những người thân, bạn bè mình gửi gắm điều gì? Dạ, các bạn bè của em thì luôn ủng hộ em hết mình ạ. Những khi mà em cần giúp đỡ thì mấy bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ em ạ. Và ba mẹ thì luôn ủng hộ em từ xa ạ. Dạ. Và tôi nghĩ đó là những động lực rất là cần thiết để bạn có thể chinh phục được những phần thi trong cuộc thi ngày hôm nay. Và chúng ta hãy dành thêm cho Hương Trinh những tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với thí sinh thứ ba trong chương trình ngày hôm nay, bạn Văn Hiệu ạ. Dạ. Kính thưa quý thầy cô, quý vị đại biểu cùng các bạn học sinh thân mến, em tên là Hồ Văn Hiệu, em đến từ lớp 11/1 trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiệu. Hôm nay thì cũng giống như bạn đây, em là lần đầu tiên đến với chương trình này. Thì em rất mong là em cũng chưa có kinh nghiệm gì nhiều cho lắm, nên vì thế có thể là một số phần thi sẽ không tốt, hoặc là em cũng có vẻ là hơi run như chạy thái này. Vì thế là em mong rằng là em đến đây thì cũng chỉ là em muốn học trau dồi theo những kiến thức mới của mình, đồng thời là kiểm tra lại cái khả năng của bản thân mình tới đâu. Bên cạnh đó em cũng rất muốn đem niềm vui về cho trường của mình ạ. Bạn nói bạn khá là run nhưng mà tôi cảm thấy bạn rất là tự tin ạ. Và đến với cuộc thi ngày hôm nay thì bạn đã chuẩn bị cho mình hành trang gồm những gì ạ? Thì bên cạnh những cái kiến thức mà thầy cô đã dạy cho em thì em cũng có xem thêm một số video trên mạng từ những kênh như là VFast hoặc là Không Phá Thế Giới. Em được học rất nhiều điều về nó, về những thiên thể hoặc là về những loại động vật, sinh vật xung quanh ta. Vâng ạ. Vậy thì mục tiêu bạn đặt ra cho cuộc thi ngày hôm nay là gì? Dạ, học là chính, tháng cũng quan trọng. Vâng, và xin chúc bạn sẽ hoàn thành được mục tiêu của mình và còn hơn thế nữa. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho Văn Hiệu ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm quen với cô gái ở vị trí xuất phát thứ tư là bạn Quỳnh Hương. Xin chào bạn. Dạ, lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến hai chị MC, quý vị đại biểu cùng có khán giả đang ở trên khán đài. Em tên là Lê Vũ Quỳnh Hương, học sinh lớp 11/1 trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh, Tiên Phước, Quảng Nam. Quỳnh Hương thân mến, trường Phan Châu Trinh có thể nói là một ngôi trường rất là giàu thành tích trong chương trình học trò xứ Quảng. Vậy thì trước khi mình đến đây thì mình có được các anh chị năm trước đã thi rồi truyền thụ lại kinh nghiệm gì hay không? Thưa chị, là các anh chị năm trước cũng có truyền đồ một số kinh nghiệm đứng trên sân khấu cho em ạ. Và ngoài ra thì bạn còn chuẩn bị điều gì nữa? Thưa chị, là em trang bị cho mình một hành trang kiến thức để sẵn sàng tham gia một cuộc thi ạ. Vâng, kiến thức cộng với kinh nghiệm, tôi nghĩ đó là những yếu tố rất quan trọng để chinh phục thành công cuộc thi ngày hôm nay. Và thêm vào đó là những tràng pháo tay cổ vũ từ các bạn khán giả dành cho bạn Quỳnh Hương ạ. Và thưa quý vị, hy vọng rằng qua phần giao lưu vừa rồi thì đã có thể giúp cho các bạn có được những sự bình tĩnh cần thiết để bước vào các phần thi của chương trình. Và phần thi đầu tiên là phần thi lai kinh ứng thi. Sau đây là thể lệ phần thi lai kinh ứng thi. Trong vòng 60 giây, mỗi thí sinh trả lời 12 câu hỏi thuộc các lĩnh vực toán, lý, hóa, sinh, văn, sử, địa, tiếng Anh, nghệ thuật, thể thao, pháp luật. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Thí sinh trả lời hết thời gian hoặc hết gói câu hỏi. Các bạn vừa được theo dõi thể lệ của phần thi lai kinh ứng thi. Và chúng tôi xin được nhắc lại một số điểm lưu ý trong phần thi đầu tiên này. Ở phần thi này thì các bạn sẽ được lựa chọn các gói câu hỏi. Mỗi gói sẽ gồm có 12 câu và các bạn chỉ có 60 giây để vượt qua những thử thách mà chương trình đưa ra. Vì thời gian rất là ngắn nên nếu câu hỏi nào mà các bạn không thể đưa ra đáp án thì chúng ta có thể bỏ qua để tiết kiệm thời gian. Đó là một số lưu ý mà chúng tôi dành cho các bạn. Và người đầu tiên sẽ tham gia phần thi này là bạn Thanh Hiệp. Xin mời Thanh Hiệp lựa chọn gói câu hỏi. Em nghe nói bạn lựa chọn gói câu hỏi số 1. Bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ, sẵn sàng. Phần thi dành cho bạn bắt đầu.
Đây là tên tập thơ đầu tiên của nhà thơ Tố Hữu. Là gì ạ? Dạ em không, bỏ qua cô. Bạn phải nói bỏ qua. Giá trị lớn nhất của hàm số y bằng sin x nhân cos x bằng bao nhiêu ạ? Bỏ qua luôn cô. Câu hỏi tiếp theo ạ. Đơn vị biết dùng để đo lường thông tin đúng hay sai? Đúng cô. Chính xác. FINA là tên gọi tắt của tổ chức thể thao quốc tế nào? Bỏ qua đi cô. Khi nhộm bằng phương pháp nhộm gram, vi khuẩn gram dương có màu gì? Bỏ qua đi cô. What were the letter D in COVID-19 stand for? Disaster. Là? Disaster. Chưa chính xác ạ. Đa số kim loại và chất rắn kết tinh hay chất rắn vô định hình? Chất rắn vô định hình. Chất kết tinh mới là đáp án. Liên kết hóa học trong phân tử nitơ được tạo thành từ mấy cặp electron chung? Hai. Sai. Các chữ cái ABCD chữ nào ký hiệu của âm đô? Vâng, như vậy là thời gian dành cho Thanh Hiệp đã kết thúc và bạn đã khép lại gói câu hỏi của mình với 10 điểm. Chúng ta hãy dành những tràng pháo tay để ủng hộ cho Thanh Hiệp ạ. Người tiếp theo sẽ đến với phần thi này là bạn Hương Trinh. Xin mời Hương Trinh lựa chọn gói câu hỏi. Dạ, em xin lựa chọn gói câu hỏi số 4. Bạn đã lựa chọn gói câu hỏi số 4. Hãy tận dụng thật tốt 60 giây để vượt qua 12 câu hỏi của chúng tôi. Thời gian dành cho bạn bắt đầu. Bệnh đăng thìm là cụm từ được nói đến trong tác phẩm nào? Vũ Như Tô. Chính xác. Hai góc có tổng số đo bằng 90 độ gọi là hai góc? Hai góc phụ nhau. Chính xác. Chương trình nào sau đây không do hệ điều hành Windows cung cấp? Internet Explorer, Unicode hay Pen? Explorer. Sai. Hộp tiếp đạn của súng tiểu liên AK chứa được bao nhiêu viên đạn? Bỏ qua. Mẹ mẫu A, bố mẫu B có thể sinh con mẫu O hay không? Có. Chính xác. How often are the SEA Games held? 2 years. Chưa chính xác ạ. Khi nhiệt độ càng giảm thì điện trở của vật dẫn kim loại sẽ? Sẽ tan ạ. Sai. Khí ammoniac có mùi khai và màu gì? Màu vàng. Không màu ạ. Phách mạnh hoặc phần mạnh của phách được thay bằng dấu lặn gọi là nghịch phách hay đảo phách? Đảo phách ạ. Nghịch phách mới là đáp án trong câu hỏi này. Và như vậy là Hương Trinh đã khép lại gói câu hỏi của mình với 30 điểm. Xin chúc mừng bạn. Người tiếp theo sẽ đến với phần thi này là bạn Văn Hiệu. Bạn sẽ lựa chọn gói câu hỏi nào? Dạ, số 3. Văn Hiệu lựa chọn gói câu hỏi số 3. Chúc bạn thành công với lựa chọn của mình. Phần thi của bạn bắt đầu. Tác giả văn học nào được vinh danh là chiếc cầu nối giữa hai thời đại thi ca? Bỏ qua. Trong mặt phẳng OY, đường thẳng 2X cộng 4Y trừ 3 bằng 0 có hệ số góc bằng bao nhiêu? Trừ 2. Sai ạ. Trong những biểu diễn dưới đây, biểu diễn nào không phải từ khóa trong Pascal? Begin, Integer và? Integer. Chính xác. Có mấy tư thế chuẩn bị được sử dụng trong luyện tập và thi đấu cầu lông? Boy. Sai. Cây mía thuộc nhóm thực vật C3, C4 hay cam? C4. Chính xác. What were the letter H in WHO stand for? Health. Chính xác. Gương chiếu hậu của xe ô tô thường làm bằng gương cầu lồi nhằm mục đích gì? Nhìn được phía xa. Sai. Phản ứng trực tiếp giữa nitơ và khí oxy tạo nên chất gì? NO2. Sai. Trọng âm trong bản nhạc chỉ phách mạnh hay phách nhẹ? Phách mạnh. Chính xác. Không khí càng chứa nhiều hơi nước thì khí áp thay đổi như thế nào? Giỡn. Chính xác. Bộ sử học đầu tiên của nước ta được biên soạn tên là gì? Bỏ qua. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển. Và như vậy là thời gian dành cho Văn Hiệu đã kết thúc. Bạn đã giành được 50 điểm trong gói câu hỏi của mình. Xin chúc mừng bạn. Và chúng ta chỉ còn lại một thí sinh sẽ tham gia vào phần thi lấy kinh ứng thí. Đó là lượt lựa chọn của bạn Quỳnh Hương. Xin mời bạn. Dạ thưa chị, là em chọn gói câu hỏi số 6. Bạn lựa chọn gói câu hỏi số 6. Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian dành cho bạn bắt đầu. Trong buổi trao duyên, Thúy Kiều đã trao lại cho Thúy Vân những kỷ vật nào? Chiếc khăn. Sai ạ. Trong mặt phẳng, điểm cách đều ba cạnh của một tam giác là? Tâm đừng tròn nội tiếp. Chính xác. Trong Microsoft Word, muốn tách một ô thành nhiều ô ta sử dụng lệnh Excel, đúng hay sai? Sai mới là đáp án. Cấp bậc quân hàm cao nhất của sĩ quan cấp úy trong quân đội nhân dân Việt Nam là gì? Đều ấy. Chính xác. Ribosium là vi khuẩn sống trong nốt sần của cây hỏi đậu giúp tổng hợp đạm cho cây. Cộng sinh. Là? Cộng sinh. Chính xác. What continent has the biggest population? Bỏ qua.
Nội năng của khí lý tưởng phụ thuộc vào đại lượng nào? Thể tích. Nhiệt độ. Đơn chất nào chứa nguyên tố oxy được dùng để chữa sâu răng? Ozone. Chính xác. Trong âm nhạc, cường độ nghĩa là gì? Độ lớn. Sai. Sông nào có diện tích lưu vực lớn nhất thế giới? Amazon. Chính xác. Phong trào yêu nước chống thực dân Pháp xâm lược của thế kỷ 19 do vua Hàm Nghi. Cần Vương. Chính xác. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động là phương hướng hay nhiệm vụ của chính sách giải quyết việc làm? Và đáp án của câu hỏi cuối cùng là phương hướng. Và chúc mừng Quỳnh Hương đã hoàn thành gói câu hỏi của mình với 60 điểm. Bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta tổng kết lại điểm số của các bạn thí sinh sau phần thi đầu tiên. Hiện nay Thanh Hiệp đang có 10 điểm. Khương Trinh có 30 điểm. Văn Hiệu ghi được 50 điểm. Và Quỳnh Hương có 60 điểm. Và chúng ta hãy cùng tiếp tục chờ đợi những sự thể hiện của các thí sinh trong những phần thi tiếp theo. Tuy nhiên trước đó thì chúng ta hãy dành một ít thời gian dành cho quảng cáo. Taco Mazda, nhà máy hiện đại với công nghệ tiên tiến bậc nhất Đông Nam Á. Quản lý và vận hành bởi đội ngũ kỹ sư Mazda và kỹ sư Taco được đào tạo tại nhà máy Mazda Nhật Bản. Hệ thống kiểm định được kết nối về Hiroshima đảm bảo chất lượng tương đương Mazda Nhật Bản. Mazda, giá trị đỉnh cao. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào phần thi thứ hai của chương trình có tên gọi Vượt Hải Vân Quang. Sau đây là thể lệ phần thi Vượt Hải Vân Quang. Phần thi có 6 gói câu hỏi được đánh số thứ tự từ 1 đến 6. Mỗi gói câu hỏi bao gồm nhiều lĩnh vực liên quan đến lịch sử, địa lý, danh nhân, văn hóa của Quảng Nam và đất nước. Mỗi gói có 3 câu hỏi, gồm một câu 10 điểm, một câu 20 điểm và một câu 30 điểm. Mỗi thí sinh có một lượt chọn gói câu hỏi. Thời gian trả lời mỗi câu hỏi là 10 giây. Trong trường hợp thí sinh lựa chọn gói câu hỏi nhưng không trả lời được, thì 3 thí sinh còn lại sẽ bấm chuông giành quyền trả lời. Chỉ một lượt thí sinh bấm chuông nhanh nhất được trả lời. Thí sinh nào bấm chuông khi câu hỏi chưa kết thúc thì bị dừng quyền trả lời. Thí sinh giành được quyền trả lời đúng sẽ nhận được số điểm của câu hỏi. Thí sinh lựa chọn câu hỏi bị trừ đi nửa số điểm của câu hỏi đó. Ngược lại, nếu thí sinh giành quyền trả lời mà trả lời sai thì sẽ bị trừ đi nửa số điểm của câu hỏi. Còn người lựa chọn gói câu hỏi không bị trừ điểm. Các bạn vừa theo dõi thể lệ của phần thi Vượt Hải Vân Quang và tôi cũng xin được nhắc lại một vài điểm lưu ý ở phần thi này. Vượt Hải Vân Quang là một phần thi có tính cạnh tranh rất cao vì nếu người lựa chọn gói câu hỏi không đưa ra được câu trả lời đúng thì cơ hội sẽ dành cho 3 bạn còn lại. Chỉ có người được nhấn chuông nhanh nhất giành quyền trả lời. Nếu như trả lời đúng thì các bạn sẽ giành được điểm số của câu hỏi đó. Đồng thời, người lựa chọn có câu hỏi sẽ bị trừ đi một nửa số điểm của câu hỏi. Tuy nhiên, nếu như các bạn trả lời sai thì các bạn sẽ bị trừ đi một nửa số điểm của câu hỏi và người lựa chọn có câu hỏi không bị trừ điểm. Và một điểm lưu ý nữa các bạn cần phải chú ý đó là nếu như các bạn nhấn chuông trước hiệu lệnh của người dẫn chương trình thì các bạn sẽ bị mất quyền trả lời tham gia câu hỏi đó. Các bạn đã nắm rõ luật chơi chưa? Bây giờ chúng ta cùng đến với lượt lựa chọn đầu tiên dành cho bạn Thanh Hiệp. Bạn sẽ lựa chọn gói câu hỏi nào đây ạ? Câu 2 con. Thanh Hiệp lựa chọn gói câu hỏi số 2. Gói câu hỏi số 2 dành cho Thanh Hiệp như sau. Câu hỏi đầu tiên, tên gọi của dinh trấn đầu tiên ở Quảng Nam. Người gia suy nghĩ cho bạn, bắt đầu. Đã hết thời gian suy nghĩ và chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời của Thanh Hiệp. Cơ hội cho 3 bạn còn lại. Thời gian bắt đầu. Chúng tôi đã nhận thấy tín hiệu chuông của Quỳnh Hương. Xin mời Quỳnh Hương. Thưa chị, là em xin trả lời là Dinh Trấn Thanh Chim. Bạn trả lời là Dinh Trấn Thanh Chim. Và đó cũng là đáp án của chương trình. Xin được chúc mừng Quỳnh Hương, bạn vừa ghi được 10 điểm. Và rất tiếc chúng tôi phải trừ đi của Thanh Hiệp 5 điểm.
Tôi xin lưu ý các bạn thí sinh là ở phần thi này các bạn sẽ có 10 giây để suy nghĩ và trả lời, cho nên các bạn hãy cố gắng tận dụng tối đa quỹ thời gian của mình. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 2 trong gói câu hỏi của bạn Thanh Hiệp. Câu hỏi 20 điểm có nội dung như sau. Bộ luật nào của nước ta thời phong kiến được cho là bộ luật nhân văn nhất? Thời gian suy nghĩ cho bạn Thanh Hiệp bắt đầu. Bộ luật Hồng Đức. Bộ luật Hồng Đức. Bạn Thanh Hiệp đã đưa ra câu hỏi, câu trả lời rất nhanh. Bạn trả lời là bộ luật Hồng Đức, hay còn gọi là quốc triều hình luật. Xin được chúc mừng Thanh Hiệp, bạn vừa ghi được 20 điểm. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng trong gói câu hỏi của bạn Thanh Hiệp. Câu hỏi 30 điểm có nội dung như sau. Hai hành tinh nào trong hệ mặt trời có chiều tự quay quanh trục theo chiều kim đồng hồ ngược với các hành tinh còn lại? Thời gian suy nghĩ cho Thanh Hiệp bắt đầu. Trong hệ mặt trời có chiều tự quay quanh. Sao Mộc. Bạn trả lời là sao Mộc. Rất tiếc đây chưa phải là đáp án của chương trình. Cơ hội cho ba thí sinh còn lại. Bắt đầu. Ba thí sinh còn lại vẫn cũng chưa đưa ra được câu trả lời. Và đáp án mà chúng tôi muốn nhắc đến ở đây chính là Kim Tinh và Thiên Vương Tinh. Xin được chúc mừng Thanh Hiệp đã hoàn thành phần thi của mình trong phần thi Vượt Hải Vân Quang. Và số điểm hiện nay của Thanh Hiệp là 25 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn gói câu hỏi của bạn Hương Trinh. Dạ, thưa chị, em lựa chọn gói câu hỏi số 5 ạ. Số mấy ạ? Số 5 ạ. Số 5. Hương Trinh lựa chọn gói câu hỏi số 5. Có câu hỏi số 5 của bạn như sau. Câu hỏi đầu tiên. Đây là hình ảnh của cố nhạc sĩ quê ở Duy Xuyên, Quảng Nam. Tên tuổi của ông gắn với các ca khúc nổi tiếng như Bài thơ quê lụa, Điệu buồn phương Nam, Thu hát cho người. Ông là ai? Cái đường về của tôi với quê nhà Quảng Nam rất là đẹp, rất là thuận lợi. Và tôi cứ đi về đất Quảng Nam này, đi về đất Duy Xuyên này nhiều lần. Đời người ai cũng có những lúc xa đi và những chuyến trở về. Giờ đây ở phương Nam xa xôi ấy, người nhạc sĩ quê xứ Quảng Nam vẫn hằng mong những chuyến quay về cố cuồng. Nỗi nhớ mong như là hơi thở, như là lẽ sống của ông mỗi ngày. Thời gian suy nghĩ cho Hương Trinh bắt đầu. Cơ hội cho ba bạn còn lại. Thời gian bắt đầu. Là một lần nữa chúng tôi nhận thấy tín hiệu chuông của Quỳnh Hương. Xin mời đáp án của Quỳnh Hương ạ. Thưa chị, câu trả lời của em là Vũ Đất Sau Biển. Bạn có biết hát bài hát nào trong những bài hát tôi vừa nêu không ạ? Dạ không ạ. Những bài hát của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển rất là hay ạ. Hy vọng rằng sau chương trình ngày hôm nay các bạn sẽ về tìm nghe thử nhé. Và xin được chúc mừng Quỳnh Hương, bạn vừa ghi được 10 điểm. Chúng tôi rất tiếc phải trừ đi của Hương Trinh 5 điểm. Hương Trinh hãy bình tĩnh hơn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai trong gói câu hỏi của bạn. Câu hỏi 20 điểm có nội dung như sau. Sự kiện nào đánh dấu thực dân Pháp hoàn thành cơ bản xâm lược Việt Nam? Thời gian suy nghĩ cho Hương Trinh bắt đầu. Dạ thưa chị là chiến thắng Điện Biên Phủ. Thanh Hiệp, bạn nhấn chuông nhanh quá, tôi chưa kịp đưa ra tín hiệu để cho các bạn nhấn chuông. Như vậy là bạn mất quyền tham gia câu hỏi này. Cơ hội cho hai bạn còn lại, thời gian bắt đầu. Tôi đã nhận thấy tín hiệu chuông của Quỳnh Hương và Văn Hiệu. Và Quỳnh Hương là người nhấn chuông nhanh hơn. Xin mời Quỳnh Hương. Thưa chị, em xin trả lời là sự kiện là sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Hương Khê. Rất tiếc, đây cũng chưa phải là đáp án của chương trình. Và chúng tôi phải trừ đi bạn Quỳnh Hương 10 điểm.
Sự kiện mà chúng tôi muốn nhắc đến ở đây chính là Hiệp ước Paternotte năm 1884. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng trong gói câu hỏi của bạn Hương Trinh. Câu hỏi 30 điểm có nội dung như sau. Vào những ngày nào trong năm thì mọi nơi trên trái đất sẽ có thời gian ban ngày bằng thời gian ban đêm? Thời gian suy nghĩ cho Hương Trinh bắt đầu. Đã hết thời gian suy nghĩ và Hương Trinh vẫn chưa đưa ra được câu trả lời. Cơ hội cho ba bạn còn lại. Thời gian bắt đầu. Lại một lần nữa chúng tôi nhận thấy tín hiệu chuông của Quỳnh Hương. Xin mời Quỳnh Hương. Câu trả lời của em là ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9. Hay còn gọi là ngày xuân phân và thu phân. Xin được chúc mừng Quỳnh Hương. Bạn vừa ghi thêm được 30 điểm và rất tiếc chúng tôi phải trừ đi của Hương Trinh 15 điểm. Như vậy là Hương Trinh đã hoàn thành phần thi vượt Hải Vân Quang của mình và số điểm của bạn bây giờ là 10 điểm. Chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn gói câu hỏi tiếp theo dành cho bạn Văn Hiệu. Văn Hiệu sẽ lựa chọn gói câu hỏi nào ạ? Dạ, số 3. Bạn lựa chọn gói câu hỏi số 3. Xin mời gói câu hỏi số 3 dành cho Văn Hiệu. Câu hỏi đầu tiên của bạn như sau. Tên của một nền văn hóa thời tiền sơ sử nổi tiếng ở Quảng Nam. Thời gian suy nghĩ cho bạn bắt đầu. Champoa. Văn Hiệu đã đưa ra đáp án là Champa. Rất tiếc đây chưa phải là đáp án của chương trình. Cơ hội cho ba bạn còn lại. Thời gian bắt đầu. Chúng tôi đã nhận thấy tín hiệu chuông từ Thanh Hiệp. Đáp án của Thanh Hiệp là gì ạ? Kim Thành. Bạn trả lời gì ạ? Kim Thành. Tuy nhiên đó cũng chưa phải là đáp án của chương trình. Nền văn hóa mà chúng tôi muốn nhắc đến ở đây chính là nền văn hóa Sa Huỳnh. Các bạn đã nghe đến nền văn hóa này chưa? Hy vọng rằng sau kiến thức tôi vừa cung cấp thì các bạn đã có thể ghi nhớ cái kiến thức này. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai dành cho bạn Văn Hiệu, câu hỏi 20 điểm. Tên của cây cầu ở Hà Nội có nghĩa là nơi đậu ánh sáng mặt trời buổi sáng sớm. 10 giây suy nghĩ cho Văn Hiệu, bắt đầu. Đã hết thời gian suy nghĩ ạ. Cơ hội cho ba thí sinh còn lại. Thời gian bắt đầu. Lại là Quỳnh Hương ạ. Câu trả lời của bạn là gì ạ? Chị là câu trả lời của em là cầu Nhật Tăng. Cầu Nhật Tăng. Bạn đã đưa ra đáp án là cầu Nhật Tăng. Tuy nhiên tôi rất tiếc và phải thông báo với bạn rằng câu trả lời của bạn chưa chính xác. Đáp án ở đây là cầu Thê Húc. Bây giờ Văn Hiệu sẽ đến với câu hỏi cuối cùng trong gói câu hỏi của bạn. Từ khi thành lập ngày 28 tháng 3 năm 1930 đến nay là tháng 6 năm 2020, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã trải qua mấy kỳ đại hội? Thời gian suy nghĩ cho Văn Hiệu bắt đầu. Bảy chị. Bảy. Bảy kỳ đại hội ạ. Rất tiếc, đây chưa phải là đáp án của chương trình. Cơ hội cho ba bạn còn lại, thời gian bắt đầu. Vâng, xin mời Hương Trinh. Dạ, thưa chị là 19. 19. Chúng ta phải cộng thêm 2 nữa mới ra đáp án của chương trình. Đáp án của chương trình là 21 ạ. Rất tiếc, chúng tôi phải trừ đi của Hương Trinh 15 điểm. Như vậy là Văn Hiệu vừa hoàn thành phần thi vượt Hải Vân Quang của mình và số điểm hiện tại của bạn đang là 50 điểm. Chỉ còn một thí sinh nữa sẽ tham gia phần thi vượt Hải Vân Quang, đó là bạn Quỳnh Hương. Xin mời Quỳnh Hương lựa chọn gói câu hỏi của mình. Thưa chị là em xin chọn gói câu hỏi số 1. Bạn lựa chọn gói câu hỏi số 1. Gói câu hỏi số 1 dành cho bạn có nội dung như sau. Câu hỏi đầu tiên. Di sản văn hóa thế giới nào ở nước ta được UNESCO công nhận sớm nhất? Thời gian suy nghĩ cho Quỳnh Hương bắt đầu. Quần thể cố đô Huế. Bạn đã đưa ra đáp án rất là nhanh ạ. Và với đáp án vừa rồi thì tôi xin được chúc mừng bạn và vừa ghi được thêm được 10 điểm.
Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai trong gói câu hỏi của bạn Quỳnh Hương. Câu hỏi 20 điểm có nội dung như sau. Sông Thu Bồn bắt nguồn từ đâu? Thời gian suy nghĩ cho Quỳnh Hương bắt đầu. Từ Giả Trường Sơn. Tôi đã nghe rõ đáp án của bạn là dãy Trường Sơn đúng không ạ? Dạ. Rất tiếc đây chưa phải là đáp án của chương trình. Cơ hội cho ba bạn còn lại. Thời gian bắt đầu. Tôi đã nhận thấy tín hiệu chuông của Văn Hiệu. Xin mời Văn Hiệu đưa ra đáp án ạ. Dạ, Hòn Kẽm Đá Dường. Hòn Kẽm Đá Dường. Rất tiếc đây cũng chưa phải là đáp án của chương trình. Và ngọn núi mà chúng tôi muốn nhắc đến ở đây chính là núi Ngọc Linh ở huyện Đắk Lây, tỉnh Kon Tum. Chúng ta chỉ còn một câu hỏi cuối cùng ở phần thi Vượt Hải Vân Quang, câu hỏi 30 điểm dành cho bạn Quỳnh Hương. Câu hỏi có nội dung như sau. Ngày 29 tháng 3 năm 1977, ở Quảng Nam, một công trình thủy nông được khởi công xây dựng. Bạn hãy cho biết tên của công trình này. Thời gian suy nghĩ cho bạn bắt đầu. Thưa chị là Hồ Phú Ninh. Xin được chúc mừng Quỳnh Hương, bạn vừa ghi thêm được 30 điểm. Như vậy Quỳnh Hương vừa hoàn thành phần thi Vượt Hải Vân Quang và số điểm hiện tại của bạn là 130 điểm. Như vậy là cả 4 thí sinh của chúng ta vừa hoàn thành phần thi Vượt Hải Vân Quang và lúc này chúng ta sẽ cùng nhìn lại quỹ điểm của các bạn sau phần thi này. Thanh Hiệp đang tạm thời có 20 điểm. Hương Trinh đang có âm 5 điểm. 40 điểm là số điểm của bạn Văn Hiệu. Và Quỳnh Hương đang tạm dẫn đầu với 130 điểm. Trước khi bước vào các phần thi tiếp theo của cuộc thi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng dành một vài phút cho quảng cáo. Thaco Mazda, nhà máy hiện đại với công nghệ tiên tiến bậc nhất Đông Nam Á. Quản lý và vận hành bởi đội ngũ kỹ sư Mazda và kỹ sư Thaco được đào tạo tại nhà máy Mazda Nhật Bản. Hệ thống kiểm định được kết nối về Hiroshima đảm bảo chất lượng tương đương Mazda Nhật Bản. Mazda, giá trị đỉnh cao. Bây giờ chúng ta cùng đến với phần thi Ngũ Phụng Tề Phi. Sau đây là thể lệ của phần thi Ngũ Phụng Tề Phi. Phần thi có 8 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm. Mỗi câu hỏi có 4 đáp án, trong đó có 1 đáp án đúng. Mỗi thí sinh có 2 lượt lựa chọn câu hỏi. Thời gian suy nghĩ trả lời mỗi câu hỏi là 20 giây. 4 thí sinh cùng trả lời bằng máy tính. Thí sinh trả lời đúng và nhanh nhất được 30 điểm. Các thí sinh trả lời đúng tiếp theo lần lượt được 25, 20 và 15 điểm. Thí sinh trả lời sai không có điểm. Tôi xin được nhắc lại một vài điểm lưu ý ở phần thi này. Ở phần thi Ngũ Phụng Tề Phi thì mỗi bạn sẽ có 2 lượt lựa chọn câu hỏi và ở mỗi câu hỏi các bạn sẽ có 20 giây để suy nghĩ và đưa ra đáp án. Ở mỗi câu hỏi chúng ta sẽ có 4 đáp án và nếu như chọn đáp án nào thì các bạn dùng chuột nhấn vào đáp án hiện ra trên màn hình. Và trong thời gian 20 giây thì các bạn có quyền thay đổi đáp án của mình. Điểm số các bạn ghi được phụ thuộc vào tốc độ trả lời đúng của các bạn. Trả lời đúng và nhanh nhất các bạn sẽ ghi được 30 điểm. Trả lời đúng và nhanh tiếp theo sẽ lần lượt ghi được 25 điểm, 20 điểm và 15 điểm. Bây giờ mời các bạn nhìn lên màn hình để xem chúng ta có những lựa chọn nào. Tương ứng với dòng chữ Ngũ Phụng Tề Phi, chúng ta có 13 câu hỏi. Và Thanh Hiệp là người bắt đầu đầu tiên. Xin mời bạn lựa chọn câu hỏi của mình. Số 10 không? Bạn lựa chọn câu hỏi số 10. Câu hỏi số 10 có nội dung như sau.
Trong phòng thí nghiệm, khí clo được điều chế bằng cách oxy hóa chất nào sau đây? A. HCl, B. MnO2, C. KClO3, D. KMnO4. 20 giây suy nghĩ và đưa ra câu trả lời cho các bạn. Bắt đầu. Tôi xin lưu ý là trong vòng 20 giây các bạn có quyền thay đổi câu trả lời của mình ạ. Ở câu hỏi này thì cả 4 thí sinh của chúng ta đều chọn đáp án là C, KClO3. Tuy nhiên rất tiếc đó chưa phải là đáp án của chương trình. Đáp án mà chúng tôi muốn nói đến ở đây chính là HCl, đáp án A. Rất tiếc chưa có bạn nào ghi được điểm ở câu hỏi này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn thứ hai dành cho bạn Hương Trinh. Xin mời Hương Trinh. Dạ, em chọn số 2. Hương Trinh chọn câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Xem video và cho biết tên của định lý toán học. Xin mời video phần 2 gói 3 môn toán học dành cho các bạn. A. Thales, B. VS, C. Pythagore hay D. Heron. Thời gian suy nghĩ cho các bạn bắt đầu. Lại một lần nữa tôi nhận thấy rằng cả bốn bạn đều cùng đưa ra một đáp án ạ. Và đáp án lần này các bạn lựa chọn là đáp án C, Pythagore. Và Quỳnh Hương là người đưa ra đáp án nhanh nhất ở 0,5 giây. Tiếp theo là Văn Hiệu, Hương Trinh và Thanh Hiệp. Và tôi xin được chúc mừng cả bốn bạn. Chúc mừng Quỳnh Hương giành được 30 điểm, Văn Hiệu 25 điểm, Hương Trinh 20 điểm và Thanh Hiệp 15 điểm. Định lý chúng ta nhắc đến vừa rồi là định lý Pythagore ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn câu hỏi của bạn Văn Hiệu. Văn Hiệu sẽ chọn câu hỏi số mấy ạ? Chọn số 13. Bạn chọn câu hỏi số 13. Xin mời câu hỏi số 13 dành cho các bạn. Tìm số hạng thứ 6 của dãy số 1, 5, 11, 19, 29. A. 37, B. 29, C. 41, D. 43. Thời gian suy nghĩ cho các bạn bắt đầu. Ở câu hỏi này, lại một lần nữa, bốn thí sinh của chúng ta đều cùng đưa ra một đáp án và đáp án mà các bạn lựa chọn ở đây là đáp án C. Và Quỳnh Hương lại một lần nữa là người đưa ra đáp án nhanh nhất ở 1 giây 296. Tôi xin được hỏi Quỳnh Hương ạ, bạn đã tính toán như thế nào ạ? Thưa chị, là theo em là 1 cộng 4 bằng 5, 5 cộng 6 bằng 11, 11 cộng 8 bằng 19, 19 cộng 10 bằng 29 và 29 cộng 12 bằng 41 ạ. Vâng, hay nói cách khác là chúng ta muốn tìm thứ hạng số 6 trong dãy số UN bằng UN trừ 1 cộng 2N. Và nếu như thay N bằng 6 thì chúng ta sẽ đưa ra được đáp án là 41. Một lần nữa xin được chúc mừng cả bốn bạn. Chúc mừng Quỳnh Hương, bạn vừa ghi thêm được 30 điểm, Hương Trinh 25 điểm, Thanh Hiệp 20 điểm và Văn Hiệp 15 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn của chính Quỳnh Hương. Bạn sẽ chọn câu hỏi số mấy ạ? Anh chị là em chọn có câu hỏi số 3. Quỳnh Hương chọn câu hỏi số 3. Xin mời câu hỏi số 3 dành cho các bạn. Trong các loài động vật sau đây, 1. Tôm, 2. Cá, 3. Ốc sên, 4. Ếch, 5. Trai, 6. Bạch tuộc, 7. Chuông đốt. Hệ tuần hoàn hở có ở những loài động vật nào? A. 1, 2 và 3. B. 1, 3 và 5. C. 2, 5 và 6. Hay D. 3, 5 và 6. Thời gian suy nghĩ cho bốn bạn bắt đầu.
Ở câu hỏi này thì có hai đáp án được các bạn lựa chọn. Thanh Hiệp, Văn Hiệu và Quỳnh Hương cùng chọn đáp án là B. Và Văn Hiệu là người đưa ra đáp án nhanh nhất ở 0,5 giây. Hương Trinh chọn đáp án là C. Và ở câu hỏi này xin được chúc mừng ba bạn Thanh Hiệp, Văn Hiệu và Quỳnh Hương. Văn Hiệu được 30 điểm, Quỳnh Hương 25 điểm và Thanh Hiệp 20 điểm. Rất tiếc Hương Trinh chưa ghi được điểm ở câu hỏi này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn thứ hai ở phần thi Ngũ Phụng Tề Phi. Và người bắt đầu lượt lựa chọn này là bạn Quỳnh Hương. Xin mời Quỳnh Hương. Anh chị là em xin chọn câu hỏi số 9. Quỳnh Hương chọn câu hỏi số 9. Câu hỏi số 9 có nội dung như sau. Which is the opposite in meaning to the underlined word in the following sentence? Many young children are spending large amounts of time watching the TV without being aware of its detriment to their school work. A. Harm. B. Benefit. C. Sports. Or D. Disadvantage. Thời gian suy nghĩ cho các bạn bắt đầu. Ở câu hỏi này thì Văn Hiệu và Quỳnh Hương cùng đưa ra đáp án là B, Thanh Hiệp đưa ra đáp án là A và Hương Trinh đưa ra đáp án là D. Và đáp án ở đây là đáp án B, Benefit. Và câu hỏi của chúng ta có nội dung là rất là nhiều trẻ em đã dành thời gian vào việc xem TV mà không nhận thức được tác hại của nó mang lại đối với công việc học tập ở trường. Và trái nghĩa với từ detriment là chúng ta sẽ có đáp án là từ Benefit. Xin được chúc mừng Quỳnh Hương và Văn Hiệu. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn của bạn Văn Hiệu. Xin mời bạn. Số 7. Bạn lựa chọn câu hỏi số 7. Câu hỏi số 7 có nội dung như sau. Tìm số thích hợp điền vào vị trí dấu hỏi chấm. Các bạn hãy quan sát hình vẽ. Đáp án A, 2. Đáp án B, trừ 2. Đáp án C, 3. Đáp án D, trừ 3. Thời gian suy nghĩ cho các bạn bắt đầu. Ba đáp án được các bạn lựa chọn. Thanh Hiệp chọn đáp án là C. Và đó cũng là đáp án của Văn Hiệu. Hương Trinh chọn đáp án là B. Và Quỳnh Hương chọn đáp án là D. Tuy nhiên rất tiếc, đáp án của chương trình lại là đáp án mà các bạn không chọn. Đáp án A. Số thích hợp ở đây chính là số 2 ạ. Rất tiếc chưa có bạn nào ghi được điểm số ở câu hỏi này. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn của bạn Hương Trinh. Xin mời Hương Trinh. Dạ, em chọn số 8 ạ. Số 8 ạ. Dạ. Bạn lựa chọn câu hỏi số 8. Xin mời câu hỏi số 8 dành cho các bạn. Video nói về hiện tượng nào? Xin mời video phần 3 gói 8 môn vật lý dành cho các bạn. Đáp án A, nhiễm điện do hưởng ứng. Đáp án B, nhiễm từ. Đáp án C, phát quang. Và đáp án D là cảm ứng điện từ. Thời gian suy nghĩ cho các bạn bắt đầu. Ở câu hỏi này thì hai bạn nam của chúng ta là Thanh Hiệp và Văn Hiệu cùng đưa ra đáp án là D. Và Văn Hiệu là người đưa ra đáp án nhanh hơn ở 1 giây 171. Hương Trinh và Quỳnh Hương đưa ra đáp án là A. Và xin được chúc mừng những chàng trai của chúng ta. Chúc mừng Thanh Hiệp, bạn ghi được 25 điểm và Văn Hiệu ghi được 30 điểm. Đáp án của chương trình là hiện tượng cảm ứng điện từ. Tiếp theo chúng ta chỉ còn một lựa chọn cuối cùng dành cho bạn Thanh Hiệp. Thanh Hiệp lựa chọn câu hỏi nào đây? Câu 11. Câu 11. Câu hỏi số 11 dành cho các bạn có nội dung như sau. Trong Pascal biểu thức
2020-DIV3, 2020-MOD3 cho kết quả bằng bao nhiêu? A. 673, B. 674, C. 2020 hay D. 1010. Thời gian suy nghĩ cho các bạn bắt đầu. Ở câu hỏi này thì Thanh Hiệp, Văn Hiệu, Quỳnh Hương cùng chọn đáp án là A. Và Văn Hiệu là người đưa ra đáp án nhanh nhất ở một game 109. Hương Trinh chọn đáp án là B. Và xin được chúc mừng số đông của chúng ta. Chúc mừng ba bạn Thanh Hiệp, Văn Hiệu và Quỳnh Hương. Văn Hiệu ghi được 30 điểm, Quỳnh Hương ghi được 25 điểm và Thanh Hiệp ghi được 20 điểm. Như vậy là cả bốn thí sinh của chúng ta vừa hoàn thành phần thi Ngũ Phụng Tề Phi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lại điểm số của các bạn sau phần thi này. Thanh Hiệp đang có 120 điểm. Hương Trinh đang tạm thời có 40 điểm. Văn Hiệu 195 điểm. Và cô gái Quỳnh Hương của chúng ta đang tạm dẫn đầu với 270 điểm. Như vậy là ở phần thi Ngũ Phụng Tề Phi chúng ta đã chứng kiến được sự bứt tốc của các bạn đúng không ạ? Và trước khi bước vào các phần thi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng dành một vài phút cho quảng cáo và đến với phần thi dành cho các bạn cổ động viên. Taco Mazda, nhà máy hiện đại với công nghệ tiên tiến bậc nhất Đông Nam Á. Quản lý và vận hành bởi đội ngũ kỹ sư Mazda và kỹ sư Taco được đào tạo tại nhà máy Mazda Nhật Bản. Hệ thống kiểm định được kết nối về Hiroshima đảm bảo chất lượng tương đương Mazda Nhật Bản. Mazda, giá trị đỉnh cao. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi dành cho các bạn cổ động viên ạ. Các bạn cổ động viên ơi, chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Các bạn hãy cố gắng trả lời đúng các câu hỏi của chương trình để có cơ hội nhận được những phần quà đến từ nhà tài trợ là Ban An toàn Giao thông tỉnh Quảng Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ AIA. Câu hỏi đầu tiên dành cho các bạn có nội dung như sau. Ai lên Tân Tỉnh Quế Sơn hỏi thăm Hường Hiệu có còn đó không? Các bạn hãy cho biết hai câu thơ trên nói về vị chí sĩ yêu nước nào trong phong trào nghĩa hội Quảng Nam vào cuối thế kỷ thứ 19. Xin mời những cánh tay của các bạn ạ. Vâng, xin mời bạn nữ áo xanh ở đây ạ. Dạ, cô là Nguyễn Di Hiệu. Vâng, xin được chúc mừng bạn với đáp án vừa rồi. Xin mời bạn giới thiệu đôi nét về bản thân mình ạ. Dạ cô là em tên là Nguyễn Thị Thúy Noa đến từ trường Trung học Phổ thông Phan Châu Trinh. Vâng và mời bạn nhận một phần quà của chương trình. Và nếu như các bạn để ý thì trong câu hỏi của tôi đã có đáp án ạ. Tôi có nhắc đến là Hường Hiệu ạ và Nguyễn Duy Hiệu hay còn gọi là Hường Hiệu. Câu hỏi thứ hai dành cho các bạn là một câu hỏi về lĩnh vực an toàn giao thông. Các bạn hãy cho biết ở nơi không có đèn tín hiệu, không có vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ, thì người đi bộ phải qua đường như thế nào cho an toàn? Chúng ta có 3 đáp án. A. Cứ qua đường bình thường, các phương tiện giao thông phải tự tránh người đi bộ. B. Phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi chắc chắn không có xe nào đang đến gần từ mọi hướng, vừa qua đường vừa quan sát. Hay đáp án C. Chạy nhanh qua đường. Ở câu hỏi này thì... rất nhiều các cổ động viên chúng ta giơ tay ạ. Và xin mời chị Hoàng Thúy kết nối với một bạn cổ động viên ạ. Dạ thưa cô, em chọn đáp án B. Đáp án B là gì ạ? Dạ thưa cô là quan sát kỹ hai bên đường trước khi qua đường và chắc chắn là không có xe. Vâng và xin được chúc mừng bạn, bạn sẽ nhận được một phần quà của chương trình. Và trước khi nhận phần quà thì bạn có thể giới thiệu về bản thân mình một chút không ạ?
Dạ cô, là em tên là Nguyễn Thị Minh Tâm, học sinh lớp 11/1 trường Trung học phổ thông Nguyễn Duy Hiệu. Xin được chúc mừng Minh Tâm và mời bạn nhận một phần quà của chương trình. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ ba dành cho các bạn. Các bạn hãy cho biết theo công văn số 7517 của Bộ Y tế thì quy trình rửa tay thường quy diễn ra trong bao lâu là đủ để phòng ngừa dịch bệnh? A. Tối thiểu 30 giây, B. Tối thiểu 60 giây và C. Tối thiểu 90 giây. Xin mời một bạn cổ động viên áo đen. Dạ. Thưa cô, là đáp án A. Đáp án A là bao nhiêu bạn? Dạ, 30 giây. Tối thiểu 30 giây. Dạ. Vâng, và đó cũng chính là đáp án ở câu hỏi này. Xin được chúc mừng bạn. Và mời bạn giới thiệu một vài nét về mình ạ. Dạ, thưa cô, là em tên là Trần Thị Thị Trang, học sinh lớp 11-3 trường Trung học phổ thông Trần Cao Vân. Vâng, xin được chúc mừng bạn và mời bạn nhận phần quà đến từ nhà tài trợ của chương trình. Thưa quý vị, cuộc thi tháng 3 quý 2 của chúng ta đã bước đến chặng đua cuối cùng. Lúc này cả 4 thí sinh sẽ bước đến và chinh phục phần thi xứng danh đất học. Mời các bạn theo dõi thể lệ phần thi xứng danh đất học. Phần thi có các gói câu hỏi 40, 60, 80 điểm. Gói 40 điểm gồm 2 câu 10 điểm và 1 câu 20 điểm. Gói 60 điểm gồm 1 câu 10 điểm, 1 câu 20 điểm và 1 câu 30 điểm. Gói 80 điểm gồm 1 câu 20 điểm và 2 câu 30 điểm. Mỗi thí sinh có một lượt lựa chọn gói câu hỏi. Thời gian trả lời mỗi câu hỏi là 15 giây. Thí sinh trả lời đúng ghi được điểm của câu hỏi đó, trả lời sai hoặc hết thời gian quy định là 15 giây, thì một trong ba thí sinh còn lại sẽ giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông nhanh. Thí sinh trả lời đúng giành được điểm, trả lời sai sẽ bị trừ nửa số điểm của câu hỏi. Mỗi thí sinh được đặt ngôi sao may mắn một lần, trả lời đúng được gấp đôi số điểm của câu hỏi đó, trả lời sai sẽ bị trừ số điểm của câu hỏi đó. Đó là thể lệ của phần thi xứng danh đất học. Và một lần nữa chúng tôi sẽ nhắc lại những điểm lưu ý trong phần thi cuối cùng này dành cho các bạn thí sinh. Ở trong phần thi này thì các bạn sẽ có quyền lựa chọn các gói câu hỏi của chương trình gồm gói 40 điểm, 60 điểm và 80 điểm. Và với mỗi câu hỏi thì các bạn sẽ có 15 giây suy nghĩ và trả lời. Nếu trong vòng 15 giây mà các bạn không thể đưa ra đáp án chính xác thì ba thí sinh còn lại sẽ nhấn chuông giành quyền trả lời. Trả lời đúng thì các bạn sẽ giành được điểm của câu hỏi đó. Người lựa chọn câu hỏi mất đi một nửa điểm số của câu hỏi. Ngược lại, nếu trả lời sai, các bạn sẽ mất đi điểm số, một nửa điểm số của câu hỏi đó. Còn người lựa chọn câu hỏi không bị trừ điểm. Và điều đặc biệt trong phần thi này, các bạn được một lần đặt ngôi sao hy vọng trong gói câu hỏi của mình. Trước khi tôi công bố câu hỏi thì các bạn muốn đặt ngôi sao hy vọng hãy thông báo cho tôi biết và đặt ngôi sao hy vọng trên bàn. Trả lời đúng, các bạn sẽ được nhân đôi điểm số của câu hỏi đó. Trả lời sai thì các bạn sẽ mất đi điểm số của câu hỏi đó. Và sau khi trả lời xong thì các bạn hãy đặt ngôi sao về vị trí ban đầu. Và trước khi các bạn lựa chọn gói câu hỏi thì tôi cũng xin cung cấp một số thông tin dành cho các bạn. Hiện nay người đang giữ điểm nhì cao nhất qua hai cuộc thi tháng là 235 điểm. Và để bước vào cuộc thi quý 2 của chương trình bên cạnh người dẫn đầu thì các bạn phải vượt qua điểm số là 235 điểm. Hy vọng các bạn sẽ cân nhắc một gói câu hỏi thật phù hợp dành cho mình. Và thưa quý vị, người đầu tiên sẽ bước vào phần thi xứng danh đất học là bạn Thanh Hiệp. Chương trình cũng sẽ dành cho bạn những lời động viên từ những người thân của mình để bạn bình tĩnh tự tin hơn trước khi bước vào phần lựa chọn. Xin mời Kim Huệ kết nối với chúng tôi ạ. Vâng, và lúc này tôi đang đứng cạnh bạn Võ Quốc Khánh. Bạn là bạn học cùng lớp với Thanh Hiệp và có thể nói là khá thân với Thanh Hiệp ạ. Quốc Khánh thân mến, bây giờ thì Thanh Hiệp sẽ bước vào phần thi cuối cùng trong cuộc thi ngày hôm nay. Thì bạn có lời nhắn nhủ cũng như là động viên nào muốn gửi đến người bạn của mình không ạ? Em mong bạn Hiệp thật hãy thật bình tĩnh và tự tin. Theo em, bọn anh lựa chọn có câu hỏi 60 điểm. Vì chúng ta đến đây không cần phải đứng nhất, chỉ cần học hỏi và vui là được. Vâng, và xin được cảm ơn những lời động viên rất dễ thương của bạn. Và chúc mừng, chúc Thanh Hiệp sẽ thật thành công với sự lựa chọn của mình. Vâng, bạn của bạn thì tư vấn là bạn chọn gói 60 điểm, còn quyết định của bạn như thế nào ạ? 60 điểm. Bạn sẽ lựa chọn gói câu hỏi 60 điểm. Chúc bạn thành công với lựa chọn của mình. Và sau đây là câu hỏi đầu tiên.
Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số và chữ số hàng trăm bằng chữ số hàng đơn vị? Thời gian bắt đầu. Bạn có câu trả lời. 9 số. Đáp án của bạn là 9 số. 9 số. Đây chưa phải là đáp án chính xác. Và cơ hội cho các bạn còn lại. Thời gian bắt đầu. Xin mời Văn Hiệu. Dạ cô, là 90 số. Đáp án của bạn là 90 số. Số thỏa mãn đề bài thì sẽ có dạng là A, B, A. Chúng ta sẽ có 9 cách chọn A và có 10 cách chọn B. Và chúng ta sẽ có 90 số. Xin chúc mừng bạn đã giành được 10 điểm. Và rất tiếc chúng tôi phải trừ đi 5 điểm của Thanh Hiệp. Thanh Hiệp hãy bình tĩnh hơn để đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi 20 điểm với nội dung như sau. Nhân tố nào đóng vai trò chủ đạo trong quá trình hình thành đất? Thời gian bắt đầu. Nhôm thạch. Là gì ạ? Nhôm thạch. Rất tiếc đáp án chưa chính xác. Và một lần nữa cơ hội cho các thí sinh còn lại. Thời gian bắt đầu. Lần này thì Văn Hiệu và Quỳnh Hương cùng nhấn chuông, nhưng Quỳnh Hương là người nhanh hơn. Xin mời Quỳnh Hương. Thưa chị, em xin trả lời là sinh vật. Bạn đã nhấn chuông rất nhanh và đưa ra đáp án là sinh vật. Và đó cũng là đáp án của chúng tôi. Xin chúc mừng bạn. Thanh Hiệp có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi tiếp theo không? Okay. Em hãy đặt em có đang lựa chọn không ạ? Có thì hãy đặt lên bàn. Và chúc bạn sẽ thật thành công với ngôi sao hy vọng này. Bạn hãy lắng nghe thật kỹ nội dung câu hỏi. Bạn hãy xem đoạn video và cho biết tên của loại hình nghệ thuật này. Xin mời đoạn video phần 4 gói 60, gói 4 câu 3 âm nhạc dành cho Thanh Hiệp. Bạn hãy cho biết tên của loại hình nghệ thuật này. Thời gian bắt đầu. Opera. 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 Vâng, tôi đã nghe rõ câu trả lời của bạn. Bạn có chắc chắn với đáp án mà mình đưa ra không ạ? Và điều quan trọng phải nói 3 lần đúng không ạ? Chúc mừng bạn với ngôi sao hy vọng đã giành được 60 điểm trong đáp án vừa rồi. Và điểm số hiện nay của bạn là 165 điểm. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cô gái tiếp theo sẽ tham gia phần thi xứng danh đất học là bạn Hương Trinh. Hương Trinh thân mến, lúc này thì tâm trạng của mình đang như thế nào? Dạ, em đã bình tĩnh hơn rồi. Nhưng mà trước khi lựa chọn câu hỏi thì bạn có muốn có sự tiếp sức nào từ người thân của mình không? Dạ, em muốn gặp cô giáo hữu nhiệm của em ạ. Vâng, xin mời Kim Huệ kết nối với chúng tôi ạ. Vâng, và tôi đang đứng cạnh cô giáo chủ nhiệm của bạn Hương Trinh, cô Đoàn Thị Hồng Nhung. Em chào cô ạ. Bây giờ Hương Trinh sẽ bước vào phần thi cuối cùng của mình trong chương trình ngày hôm nay. Thì cô có lời động viên cũng như là nhắn gửi nào muốn gửi đến cho học trò của mình không ạ? Trước tiên thì tôi cũng xin chào quý vị đại biểu và quý khán giả trong trường quay. Thì đến với cuộc thi hôm nay thì thầy cô và các bạn ở trường cũng mong là Hương Trinh luôn bình tĩnh, tự tin và em sẽ giành chiến thắng với chính bản thân mình là được. Cô chúc em luôn bình tĩnh, tự tin và sẽ lựa chọn gói phù hợp với năng lực của mình. Vâng, xin được cảm ơn cô và chúc cho Hương Trinh sẽ hoàn thành thật tốt phần thi của mình. Xin cảm ơn cô và các bạn cổ động viên của Hương Trinh. Và lúc này thì bạn hãy đưa ra quyết định lựa chọn gói câu hỏi.
Dạ, em xin chọn gói câu hỏi 40 điểm ạ. Bạn lựa chọn gói câu hỏi 40 điểm. Và câu hỏi đầu tiên dành cho bạn có nội dung như sau. Cầu thủ đạt giải quả bóng vàng bóng đá Việt Nam năm 2019 là ai? Thời gian bắt đầu. Dạ, thưa chị là Nguyễn Quang Hải ạ. Rất tiếc đáp án này chưa chính xác. Và cơ hội cho các bạn còn lại. Thời gian bắt đầu. Vâng, rất tiếc là không có thí sinh nào đưa ra tín hiệu trả lời. Cái gala giải bóng vàng, quả bóng vàng của bóng đá Việt Nam thì cũng được tiến hành mới đây thôi. Và vừa rồi thì Hương Trinh đã trả lời là Nguyễn Quang Hải, một cầu thủ rất là nổi tiếng. Tuy nhiên năm nay thì Quang Hải không nhận được quả bóng vàng, mà người nhận quả bóng vàng là một đồng đội của Quang Hải ở câu lạc bộ Hà Nội, đó là Đỗ Hùng Dũng. Đó mới là đáp án chính xác trong câu hỏi này. Bây giờ thì Hương Trinh sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi 10 điểm với nội dung như sau. Vì sao để cà chua xanh màu chín, người ta thường xếp chung chúng với quả đã chín? Thời gian bắt đầu. Dạ thôi chị là để cho. Vâng, chúng tôi vẫn chưa nghe câu trả lời đầy đủ của Hương Trinh. Và cơ hội sẽ dành cho ba thí sinh còn lại. Thời gian bắt đầu. Như vậy là cũng chưa có thí sinh nào đưa ra đáp án. Chúng ta vừa biết một cái kinh nghiệm ở trong cuộc sống là để cho cà chua xanh màu chín thì người ta thường xếp những cái quả này với những quả đã chín, bởi vì những quả chín thì sẽ sản sinh ra ethylene, mà ethylene thì thúc đẩy quá trình chín của quả, do đó người ta sẽ xếp chung với nhau để cho cà chua màu chín. Đó là một cái kiến thức rất là thú vị dành cho các bạn. Và ở câu hỏi tiếp theo thì bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Dạ không ạ. Bạn không lựa chọn ngôi sao hy vọng, và chúng ta sẽ đến với nội dung câu hỏi này. In what country will the 2021 SEA Games be held? Thời gian bắt đầu. Việt Nam ạ. Hương Trinh đã trả lời rất nhanh, và bạn hiểu câu hỏi này như thế nào ạ? Dạ, đất nước mà sẽ tổ chức SEA Games 2020 SEA Games 2020 là sẽ tổ chức ở đất nước nào? Vâng, SEA Games 2021 sẽ được tổ chức tại quốc gia nào? Và rất tiếc bạn đã không lựa chọn ngôi sao hy vọng để nâng cao điểm số của mình. Đây là một đáp án rất chính xác là Việt Nam ạ. Và chúc mừng bạn đã giành được 20 điểm với đáp án chính xác là Việt Nam. Như vậy là đã có 2 thí sinh hoàn thành phần thi xứng danh đất học. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần thi của Văn Hiệu. Văn Hiệu thân mến, bạn cảm nhận như thế nào về phần thi của mình từ đầu chương trình đến giờ? Dạ, tầm ổn, chỉ có phần 2 là nó hơi bị không tốt một chút. Và tôi nghĩ là bạn sẽ nỗ lực thật là nhiều để thực hoàn thành tốt được phần thi hôm bây giờ. Và trước khi mà lựa chọn với câu hỏi thì bạn có muốn nghe thêm sự tư vấn từ ai không? Dạ, từ bọn Phong An Tài lớp em. Vâng, xin mời Kim Huệ kết nối cho chúng tôi ạ. Và tôi đang đứng cạnh bạn Phan Văn Tài, là bạn học cùng lớp và cũng là bạn rất thân của bạn Hồ Văn Hiệu. Chào bạn Tài, thì bạn có thể cho chúng tôi biết bạn Hồ Văn Hiệu bình thường là một người như thế nào, một người bạn như thế nào, và bây giờ thì bạn có lời nhắn nhủ nào muốn gửi đến người bạn thân của mình không ạ? Dạ, trang lớp là em là hình như là thân với bọn Mihanida, đi chơi với là ăn uống, vân vân. Trước khi bắt đầu phần thi thì là em chúc bọn Hiệu là với số điểm tệ là bọn vẫn có thể là vượt qua rồi đi chiến thắng, vậy hãy tự tin sẵn sàng và
tấu hảo với thử thách. Tôi thấy bạn còn run hơn các thí sinh của chúng tôi trên sân khấu ạ. Vâng, mà xin được cảm ơn bạn và chúc cho Hồ Văn Hiệu sẽ hoàn thành thật tốt phần thi của mình. Vâng, một người bạn thường hay đi ăn cùng với Văn Hiệu. Bạn có hứa hẹn gì sau cuộc thi ngày hôm nay không ạ? Bây giờ bạn đã bình tĩnh hơn để lựa chọn gói câu hỏi hay chưa? Dạ rồi. Bạn sẽ lựa chọn gói câu hỏi nào? 60. Bạn lựa chọn gói câu hỏi 60 điểm. Và câu hỏi đầu tiên dành cho bạn có nội dung như sau. Nguyên nhân nào sinh ra gió? Thời gian bắt đầu. Sự chuyển động của không khí từ nơi có khí ấp cơ về nơi có khí ấp thấp. Và chúng tôi xin được mời các thầy cô trong ban cố vấn nhận xét câu trả lời của bạn Văn Hiệu. Không biết là bạn có được điểm với câu trả lời vừa rồi hay không? Kính chào MC, chào bạn. Câu trả lời của bạn theo tôi thì đúng. Và cô có thể giải thích gì thêm cho các bạn thí sinh được không ạ? Nguyên nhân sinh ra gió là do có sự chênh lệch áp suất từ nơi giữa hai nơi trong khí quyển, và không khí sẽ được đẩy từ nơi áp suất cao đến nơi áp suất thấp thì sẽ sinh ra gió. Vâng, xin cảm ơn các thầy cô trong ban cố vấn và chúc mừng Văn Hiệu với 10 điểm đầu tiên trong gói câu hỏi của mình. Bây giờ thì bạn sẽ đến với câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 20 điểm với nội dung như sau. Xét chương trình sau. Và y S1 S2 integer begin S1 bằng 0, S2 bằng 0, for y bằng 1, to 6, do begin S1 bằng S1 trừ 2, S2 bằng S2 trừ 3, and writing S1 cộng S2, reading and. Kết quả của chương trình trên là bao nhiêu? Thời gian bắt đầu. Trừ 24. Bao nhiêu ạ? Trừ 24. Rất tiếc đây chưa phải là đáp án chính xác. Cơ hội cho các thí sinh còn lại. Thời gian bắt đầu. Xin mời Thanh Hiệp. Thưa cô là âm 30. Âm 30 mới đúng là đáp án cho câu hỏi này. Xin được chúc mừng bạn đã giành được 20 điểm. Rất tiếc là chúng tôi phải trừ 10 điểm của Văn Hiệu. Bạn có lựa chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối cùng? Đã có. Chúc bạn thật thành công với lựa chọn này của mình. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Xem video và cho biết việc khai thác hóa chất gì được đề cập trong video. Xin mời đoạn video phần 4 gói 60, gói 3 câu 3 môn hóa học dành cho bạn Văn Hiệu. Lưu Huỳnh. Bạn đưa ra một đáp án rất là nhanh trong một câu hỏi rất là quan trọng như thế này. Bạn có nghĩ là mình hơi vội vàng hay không? Dạ, chắc có. Nhưng mà bạn có chắc chắn với câu trả lời không? Dạ, 50-50. 50-50. Nếu như mà bạn trả lời đúng câu hỏi này với ngôi sao hy vọng thì bạn sẽ có thêm 60 điểm và bạn đã vượt qua điểm số của người điểm nhì cao nhất. Nhưng mà nếu như trả lời sai thì bạn sẽ mất đi 30 điểm và đó là một cái mất đi lợi thế rất là lớn của mình. Và vừa rồi khi mà Văn Hiệu trả lời xong thì tôi nghe những tiếng pháo tay rất là lớn từ phía các bạn khán giả và đó cũng là lời chúc của chúng tôi dành cho đáp án chính xác của bạn. Và với ngôi sao hy vọng thì điểm số của bạn Văn Hiệu lúc này là 265 điểm. Xin được chúc mừng bạn. Và xin mời bạn hãy đặt ngôi sao hy vọng về vị trí ban đầu ạ. Lúc này thì cô gái Huỳnh Hương của chúng ta sẽ bước vào phần thi xứng danh đất học.
Quỳnh Hương thân mến, từ đầu chương trình đến giờ thì tôi thấy bạn rất là tự tin trong các phần thi. Và hiện nay bạn cũng đang tạm dẫn đầu. Bạn tâm trạng lúc này như thế nào ạ? Dạ, thưa chị là em rất vui và có phần hồi hộp ạ. Và tôi thấy bạn nở những nụ cười rất tươi. Bạn muốn chia sẻ niềm vui này với ai không ạ? Dạ, với cô giáo chủ nhiệm của em ạ. Vâng, và xin mời chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cô giáo chủ nhiệm của bạn Quỳnh Hương. Vâng, và bên cạnh tôi lúc này là cô Nguyễn Thị Phong, là giáo viên chủ nhiệm của bạn Quỳnh Hương. Em chào cô ạ. Lúc này thì cô có lời nào muốn gửi đến cho học trò cưng của mình không ạ? Là đầu tiên thì cũng xin chào quý vị khán giả trong hội trường. Thì đến với cuộc thi này thì có một lời nhắn nhủ với em Quỳnh Hương. Thì mỗi cuộc thi là một cuộc trải nghiệm. Như vậy mong em hãy bình tĩnh, tự tin và hoàn thành tốt cái phần thi cuối cùng này. Cô tin và các bạn cũng tin em. Vâng, xin được cảm ơn cô. Vâng, cảm ơn cô. Cô tin, các bạn cũng tin Quỳnh Hương. Và bây giờ thì bạn hãy tự tin lựa chọn gói câu hỏi dành cho mình. Thưa chị là em chọn gói 40 điểm. Bạn lựa chọn gói câu hỏi 40 điểm. Chúc bạn may mắn với lựa chọn của mình. Và sau đây là câu hỏi đầu tiên dành cho Quỳnh Hương. Cho biết kết quả của việc thực hiện hàm BOS AB DEPCAP. Thời gian bắt đầu. Thưa chị là DAC. Đáp án chưa chính xác và cơ hội cho các bạn còn lại. Thời gian bắt đầu. Xin mời tiên hiệp. Đáp án là 3. Đáp án là 3. Có vẻ như bạn rất nhanh trong những câu hỏi liên quan đến tiên học. Và đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng bạn. Rất tiếc là chúng tôi phải trừ đi 5 điểm của Quỳnh Hương. Quỳnh Hương hãy bình tĩnh hơn để đến với câu hỏi tiếp theo. Tiếp tục là một câu hỏi 10 điểm dành cho bạn. Câu hỏi có nội dung như sau. Bạn hãy nghe một đoạn nhạc và cho biết giai điệu sau đây được trích từ bài hát nào. Xin mời đoạn nhạc dành cho bạn Quỳnh Hương. Lại ngày xưa đã mất, bên sông Hoài tôi về chiều nay. Thấy bông hoa vàng rụng ven sông, ngày xưa đã qua qua rồi. Loanh quanh trên những con đường nhỏ, lang thang qua phố xưa nhà cổ. Đi đâu cùng một màu xanh trong vắt hồn. Thời gian dành cho bạn bắt đầu. Cơ hội sẽ dành cho các thí sinh còn lại. Thời gian bắt đầu. Vâng, rất tiếc là không có thí sinh nào đưa ra tín hiệu trả lời. Chúng ta vừa được nghe một đoạn nhạc trong một bài hát viết về phố cổ Hội An của nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái. Và bài hát đã có tên là Đêm hội phố Hoài. Rất tiếc là không có thí sinh nào giành được điểm trong câu hỏi vừa rồi. Và bạn có muốn thử sức với ngôi sao hy vọng vào câu hỏi cuối cùng không ạ? Dạ không ạ. Bạn không lựa chọn ngôi sao hy vọng mà chúng ta đến với nội dung câu hỏi này. Tha thiết, rạo rực, băn khoăn là cụm từ được nhà phê bình văn học Hoài Thanh định danh cho hồn thơ của tác giả nào? Thời gian bắt đầu. Thưa chị là Xuân Diệu. Vâng, một đáp án đã được Quỳnh Hương đưa ra rất nhanh. Và chúng tôi đã hỏi về một tác giả mà đã được nhà phê bình văn học Hoài Thanh định danh cho hồn thơ là tha thiết, rạo rực, băn khoăn. Và rất tiếc là cơ hội cho các thí sinh còn lại đã không còn nữa, bởi vì Xuân Diệu đã đoán chính xác cho câu hỏi này. Chúc mừng Quỳnh Hương đã giành được 20 điểm trong câu hỏi cuối cùng của bạn và cũng là của chương trình. Và phần thi của Quỳnh Hương cũng đã khép lại cuộc thi tháng 3 quý 2 của chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem lại điểm số của các thí sinh. Hiện nay Thanh Hiệp đang có 195 điểm. Hương Trinh giành được 60 điểm. Văn Hiệu giành được 265 điểm.
Và Quỳnh Hương ghi được 305 điểm. Và chúng tôi xin được chúc mừng bạn Quỳnh Hương đến từ trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh Tiên Phước, là người đã giành được chiến thắng trong cuộc thi tháng 3 quý 2 và là gương mặt tiếp theo lọt vào vòng chung kết quý 2. Và cũng xin được chúc mừng Văn Hiệu, là thí sinh có điểm nhì cao nhất qua 3 cuộc thi tháng, đã trở thành gương mặt cuối cùng lọt vào cuộc thi chung kết quý 2 của chúng ta. Một lần nữa hãy dành những tràng pháo tay thật lớn cho cả 4 bạn thí sinh. Còn bây giờ thì trước khi đến phần trao giải dành cho các thí sinh, chúng ta sẽ dành một ít thời gian dành cho quảng cáo. Taco Mazda, nhà máy hiện đại với công nghệ tiên tiến bậc nhất Đông Nam Á. Quản lý và vận hành bởi đội ngũ kỹ sư Mazda và kỹ sư Taco được đào tạo tại nhà máy Mazda Nhật Bản. Hệ thống kiểm định được kết nối về Hiroshima, đảm bảo chất lượng tương đương Mazda Nhật Bản. Mazda, giá trị đỉnh cao. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Tấn Triều, thành viên ban cố vấn, và ông Nguyễn Đức Dũng, thành viên ban tổ chức, lên trao giải ba cho hai bạn Thanh Hiệp và Hương Trinh. Xin cảm ơn ông Nguyễn Tấn Triều, ông Nguyễn Đức Dũng và cảm ơn nỗ lực của Thanh Hiệp và Hương Trinh trong cuộc thi ngày hôm nay. Và tiếp theo chúng tôi xin được mời lên sân khấu ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, Phó trưởng ban tổ chức, sẽ trao giải nhì cho bạn Hồ Văn Hiệu đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Duy Hiệu. Và xin được kính mời ông Nguyễn Công Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam, Phó trưởng ban tổ chức, sẽ trao giải nhất và vòng nguyệt quế cho bạn Lê Vũ Quỳnh Hương đến từ trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh. Xin được cảm ơn ông Nguyễn Công Thành, ông Nguyễn Kim Sơn. Và một lần nữa chúng tôi xin chúc mừng cho bạn Lê Vũ Quỳnh Hương đã giành được chiến thắng trong cuộc thi và giành tấm vé tiếp theo vào cuộc thi chung kết quý 2. Cũng xin được chúc mừng Hồ Văn Hiệu, là thí sinh điểm nhì cao nhất lọt vào cuộc thi chung kết quý 2 sắp tới của chúng tôi. Và đến đây thì cuộc thi tháng 3 quý 2 của chúng tôi cũng xin được khép lại. Tha cô hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Ta mau cùng về thử sức với ngàn điều hay. Ô thắm ước mơ vươn lên đỉnh cao chi về. Để ngày mai đây tung cánh đắp xây cuộc đời. Tất cả vì quê hương đất quảng muôn ngàn yêu thương.